chào mừng cả nhà đến với kênh VHV của em nha. Hôm nay em cô gái miền Tây sẽ giới thiệu với cả nhà mẫu dài giải được thịnh hành nhất và dễ đi nhất. Đây, đế bao bền luôn. Nó có 3 màu: màu trắng, màu vàng. Đế rất đẹp nha cả nhà. Đây, đế nó có sọc vậy. Vải này màu vàng, năm nay là rất đang thịnh hành màu vàng nha cả nhà ơi. Học sinh cũng đi được nè, công nhân đi làm cũng được luôn. Vải này đi vì hả, đây dây mình có thể thắt được kiểu này kiểu kia, mình kết hợp mấy cái dạng này, mình kết hợp dây nào cũng được nha cả nhà. Màu đen cũng rất là đẹp, màu trắng cũng rất là đẹp. Màu trắng này học sinh cũng đi được luôn nha các anh các chị. Nhiều phụ huynh nào mà muốn cho con em mình đi học mang chất liệu được bền nên hãy chọn chất liệu vải này nha các anh các chị. Tại vì cái vải này, cái độ bền mình giặt giũ này nọ, nó có thể hả làm được lâu, giữ được lâu, không có bị hư hao giống như mấy cái dạng khác là con mình xài nên là chạy bao chạy nhảy luôn. Tại hàng nè, rất là mềm, đi sẽ không bị đau chân. Ở trong nó có miếng lót sẵn để em nói cho cả nhà biết, cả nhà phân biệt. Mấy cái hàng bình thường thì nó sẽ có một miếng lót đen, đi rất là cứng, cái đế rất cứng. Còn cái này là đế mềm nha các anh các chị. Nếu yêu thương em hãy chọn đến shop và luôn ủng hộ shop em nha cả nhà. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi trang của em. Nếu thương em thì nhớ bình luận và subscribe trang của em nha, đăng ký nha. Cảm ơn.